Bài tập Kegel là chuỗi các bài tập giúp tăng cường và duy trì sức mạnh của cơ sản chậu, hỗ trợ các cơ quan vùng chậu như bàng quang, ruột và tử cung luôn khỏe mạnh, tránh tình trạng thiểu són, giảm xa tử cung và xe hít âm đạo. Các bài tập này tập trung vào tạo áp lực lên sàn chậu, tăng cường sự chắc chắn, dẻo dai cho cô bé. Điểm khác biệt giữa bài tập Kegel và các bài tập có tác động mạnh như chạy, nâng tạ, gây áp lực lớn lên sàn chậu chính là việc bảo vệ cơ hoạt động ở ngưỡng vừa phải, không bị suy yếu vì lực quá lớn. Để có thể đạt mục tiêu lấy lại vẻ đẹp cô bé, các mẹ cần thực hiện đúng kỹ thuật bài tập Kegel. Xác định vị trí cơ sàn chậu. Đầu tiên, các mẹ cần vệ sinh cá nhân sạch sẽ trước khi thực hiện. Dùng một ngón tay đưa vào vị trí âm đạo hoặc thắt chặt các cơ giống với khi nín tiểu. Các mom sẽ cảm thấy cơ sàn chậu được nâng lên và khi thả lỏng, các cơ sẽ di chuyển trở lại bình thường. Một cách khác, chị em có thể dùng gương để quan sát cơ sàn chậu. Đặt gương đối diện vùng chữ V, thắt chặt các cơ rồi thả lỏng. Nếu thấy vị trí cơ co rút theo nhịp điệu bạn nín lại thì đó chính là cơ sàn chậu. Bài tập Kegel chậu. Bước 1. Chọn tư thế ngồi, đứng hoặc nằm với hai đầu gối hơi lệch nhau. Bước 2. Từ từ thắt chặt cơ sàn chậu hết sức có thể, giống như khi bạn nín tiểu hoặc hút một vật gì đó vào bên trong âm đạo. Bước 3. Đếm từ 1 tới 5 rồi thả lỏng từ từ. Bước 4. Lặp lại bài tập 5 lần. Bài tập Kegel nhanh. Nếu như chị em dễ dàng chinh phục với bài tập Kegel chậm, thì bài tập Kegel nhanh ở mức độ thử thách cao hơn. Bài tập diễn ra với nhịp độ nhanh hơn. Bước 1. Chọn tư thế ngồi, đứng hoặc nằm với hai đầu gối lệch nhau. Bước 2. Từ từ thắt chặt cơ sàn chậu hết sức có thể, giống như khi bạn nín tiểu hoặc hút một vật gì đó vào bên trong âm đạo. Bước 3. Đếm 1, 2 rồi thả lỏng nhanh. Bước 4. Lặp lại bài tập 5 lần. Các mom cố gắng thay đổi bài tập Kegel bằng cách xen rẽ kẽ giữa 5 lần chậm và 5 lần nhanh. Chị em nên tập Kegel ít nhất 3 lần một ngày, mỗi lần tập khoảng 5 phút. Nếu có thời gian, các mẹ cố gắng tập nhiều hơn để đẩy nhanh quá trình lấy lại sức mạnh cơ sàn chậu, giúp cô bé xe khít, khỏe mạnh hơn.